Cô chào tất cả các con. Ngay bây giờ, cô trò mình sẽ cùng đến với một trò chơi khởi động. Trò chơi của cô có tên là Trạng Nguyên nhỏ tuổi. Các con hãy lắng nghe các câu hỏi mà Trạng Nguyên đưa ra và chọn cho mình đáp án đúng nhé. Chúng mình cùng đến với câu hỏi thứ nhất nào. Trong các câu sau, câu nào là câu kể ai là gì? Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1931. A. Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa. B. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1931. C. Cả hai đáp án A và B. Các con có 5 giây để suy nghĩ. 5 giây bắt đầu. Đã hết 5 giây. Cùng so sánh đáp án với cô nhé. Đáp án của cô là A. Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa. Cùng đến với câu hỏi thứ hai nào. 2. Tác dụng của câu kể Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa. A. Dùng để giới thiệu. B. Dùng để nêu nhận định. C. Dùng để giới thiệu và nêu nhận định. Các con có 5 giây. 5 giây bắt đầu. Nào, cùng xem đáp án của cô là gì nhé. Đáp án của cô là C, dùng để giới thiệu và nêu nhận định. Các con thấy rõ, trong câu kể này, Tô Ngọc Vân được giới thiệu là một nghệ sĩ, đồng thời cũng nhận định ông là một nghệ sĩ tài hoa. Chúng mình cùng đến với câu hỏi thứ ba nào. Trong câu Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa, bộ phận vị ngữ là A. Tô Ngọc Vân. B. Là một nghệ sĩ tài hoa. C. Một nghệ sĩ tài hoa. 5 giây của các con bắt đầu. Với câu này, cô tin chắc rằng các con sẽ có đáp án ngay. Nào, cùng nghe đáp án của cô. Đáp án của cô là B. Là một nghệ sĩ tài hoa. Và cô chúc mừng những bạn đã tìm ra được cả ba đáp án đúng nhé. Trong tiết học trước, các con đã được tìm hiểu về câu kể ai là gì. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con tìm hiểu kỹ hơn về chủ ngữ và vị ngữ trong kiểu câu này qua bài Vị ngữ trong câu kể ai là gì? Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 trang 61 và chủ ngữ trong câu kể ai là gì? Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 trang 68. Qua tiết học này, cô mong muốn các con hiểu được ý nghĩa và cấu tạo của chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể ai là gì. Xác định được chủ ngữ, vị ngữ của câu kể ai là gì trong đoạn văn, đoạn thơ. Đặt được câu kể ai là gì từ những chủ ngữ, vị ngữ đã cho. Tương tự như những tiết học trước, tiết học của chúng mình ngày hôm nay cũng gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, nhận xét. Phần thứ hai, ghi nhớ. Phần thứ ba, luyện tập. Ngay bây giờ, cô trò mình sẽ cùng đến với phần nhận xét. Các con lưu ý, phần nhận xét của bài học ngày hôm nay của chúng mình sẽ ở trang 61 và trang 68 nhé. Cô mời các con cùng mở sách giáo khoa trang 61 nào. Cùng đọc thầm với cô các câu văn có trong phần nhận xét. Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi: Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này? Em là cháu bác tự, em về làng nghỉ hè. Cô mời các con mở cho cô sách giáo khoa trang 68. Cùng đọc thầm với cô các câu văn ở phần nhận xét trang 68 nhé. Ruộng dẫy là chiến trường, quốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương. Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của đội ta. Các con ạ, đây là bức thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi cho nông dân toàn quốc vào tháng 2 năm 1951. Bác muốn nói rằng, các chiến sĩ ở mặt trận thi đua lập công, thì đồng bào ta ở hậu phương cũng phải thi đua tăng gia sản xuất, thì kháng chiến mới thắng lợi. Và các con cũng lưu ý, mỗi dòng thơ trong đoạn thơ này, các con hãy coi là một câu
có đầy đủ cụm chủ ngữ, vị ngữ, mặc dù cuối câu không có dấu chấm câu. Các con cùng quan sát lại những câu văn có trong phần nhận xét ngày hôm nay. Cô trò mình cùng đến với yêu cầu thứ nhất nhé. Trong các câu trên, câu nào có dạng ai là gì? Các con hãy suy nghĩ và gạch bút chì vào những câu văn mà các con tìm được nào. Đã hết thời gian rồi, chúng mình cùng so sánh đáp án với cô nhé. Các câu có dạng ai là gì là: Em là cháu Bắc Tự. Ruộng dẫy là chiến trường. Quốc cày là vũ khí. Nhà nông là chiến sĩ. Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của đội ta. Chắc chắn cũng sẽ có bạn băn khoăn. Đây có phải câu có dạng ai là gì không? Các con cùng quan sát nhé. Câu Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này? Câu văn này mục đích là để hỏi, không phải để giới thiệu hay nhận định. Cuối câu lại có dấu chấm hỏi. Vì thế, đây là câu hỏi, không phải câu có dạng ai là gì. Một lần nữa, các con hãy cùng quan sát lại các câu kể ai là gì mà chúng mình vừa tìm được nhé. Chúng mình cùng đến với yêu cầu thứ hai nào. Các con hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu vừa tìm được. Trong tiết học trước, các con đã biết để xác định được chủ ngữ trong câu kể ai là gì, các con sẽ đặt câu hỏi ai, cái gì, con gì. Để xác định bộ phận vị ngữ, các con sẽ đặt câu hỏi là ai, là gì, là con gì. Vậy, các con hãy cùng xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu này nhé. Ở câu thứ nhất, các con sẽ đặt câu hỏi ai là cháu Bắc Tự? Chúng mình sẽ trả lời em. Vậy, em là chủ ngữ. Để tìm bộ phận vị ngữ, các con sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Chắc chắn các con sẽ đặt câu hỏi em là ai? Các con sẽ trả lời em là cháu Bắc Tự. Vậy, là cháu Bắc Tự là vị ngữ. Các con lưu ý, chúng mình sẽ gạch một gạch chéo ngăn cách giữa chủ ngữ và vị ngữ. Gạch một gạch dưới chủ ngữ, gạch hai gạch dưới vị ngữ. Tương tự như câu văn thứ nhất, các con hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu kể ai là gì còn lại nhé. Đã hết thời gian rồi, chúng mình cùng so sánh đáp án với cô nhé. Ở câu văn thứ hai, để xác định được chủ ngữ, các con sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Chắc chắn chúng mình sẽ đặt câu hỏi, cái gì là chiến trường? Câu trả lời của chúng mình sẽ là ruộng dẫy. Vậy, ruộng dẫy là chủ ngữ. Để tìm bộ phận vị ngữ, các con sẽ đặt câu hỏi, ruộng dẫy là gì? Các con sẽ trả lời, ruộng dẫy là chiến trường. Vậy, là chiến trường là vị ngữ. Tương tự, ở câu văn thứ 3, bộ phận chủ ngữ sẽ là quốc cày. Bộ phận vị ngữ sẽ là vũ khí. Ở câu văn thứ 4, để tìm chủ ngữ, các con sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Các con sẽ đặt câu hỏi, ai là chiến sĩ? Chúng mình sẽ trả lời, nhà nông. Vậy, nhà nông là chủ ngữ. Để tìm bộ phận vị ngữ, các con đã đặt câu hỏi thế nào? Các con sẽ đặt câu hỏi, nhà nông là ai? Chúng mình sẽ trả lời, nhà nông là chiến sĩ. Vậy, là chiến sĩ là vị ngữ. Tương tự như thế, ở câu văn thứ 5, các con dễ dàng tìm được chủ ngữ trong câu văn này là Kim Đồng và các bạn anh. Vị ngữ của câu văn này là những đội viên đầu tiên của đội ta. Các con cùng so sánh đáp án của mình với cô nhé. Như vậy vừa rồi, cô trò mình đã xác định được chủ ngữ và vị ngữ trong câu kể ai là gì. Vậy, vị ngữ trong câu kể ai là gì có đặc điểm thế nào? Cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu ở nội dung tiếp theo nhé. Các con hãy cùng quan sát lại bộ phận vị ngữ trong các câu kể ai là gì.
Vậy theo các con, những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu kể ai là gì? Chúng mình sẽ cùng phân tích từng câu văn nhé. Ở câu văn thứ nhất, vị ngữ là cháu Bác Tự. Cháu Bác Tự là cụm danh từ. Ở câu văn thứ hai, các con thấy vị ngữ là chiến trường. Chiến trường là một danh từ. Tương tự với câu văn thứ ba và câu văn thứ tư, các con dễ dàng thấy vũ khí là một danh từ. Chiến sĩ cũng là một danh từ. Với câu văn thứ năm, các con thấy những đội viên đầu tiên của đội ta là một cụm danh từ. Vậy, theo các con, những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu kể ai là gì? Qua phần phân tích của cô và các con dễ dàng nhận thấy vị ngữ trong câu kể ai là gì do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Đây cũng chính là ghi nhớ đầu tiên của bài học ngày hôm nay đấy. Nhớ lại câu kể ai làm gì và ai thế nào mà chúng mình đã được học. Các con hãy cùng suy nghĩ và cho cô biết trong câu kể ai là gì, vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ nào? Cô tin rằng tất cả các con sẽ có đáp án ngay, đúng không nào? Các con dễ dàng thấy vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là. Đây cũng chính là ghi nhớ tiếp theo. Và các con lưu ý, từ là thuộc bộ phận vị ngữ. Vừa rồi, cô trò mình đã tìm hiểu đặc điểm của vị ngữ trong câu kể ai là gì. Vậy, chủ ngữ trong câu kể ai là gì, biểu thị nội dung gì, trả lời cho câu hỏi nào và do những từ ngữ nào tạo thành? Cô trò mình sẽ cùng đi tìm hiểu tiếp nhé. Các con cùng quan sát lại chủ ngữ trong các câu kể ai là gì này nào. Khi xác định các chủ ngữ này, các con đã làm thế nào? Cô tin rằng khi xác định các chủ ngữ này, các con đã đặt các câu hỏi. Vậy, chủ ngữ trong câu kể ai là gì, trả lời cho câu hỏi nào? Chúng mình dễ dàng đưa ra được đáp án. Tương tự như các câu kể ai làm gì và ai thế nào mà các con đã được học, chủ ngữ trong câu kể ai là gì, trả lời cho câu hỏi ai, con gì, cái gì. Vậy, chủ ngữ trong câu kể ai là gì, biểu thị nội dung gì? Chúng mình cùng quan sát nhé. Tương tự như các câu kể mà các con đã học, các con thấy chủ ngữ trong câu kể ai là gì đều chỉ sự vật. Các sự vật này biểu thị nội dung gì? Chúng mình sẽ cùng phân tích ở từng câu văn nhé. Ở câu thứ nhất, các con thấy em được giới thiệu là cháu Bác Tự. Ở câu văn thứ hai, ruộng dẫy được nhận định là chiến trường. Ở câu văn thứ ba, quốc cày được nhận định là vũ khí. Ở câu văn thứ tư, nhà nông được nhận định là chiến sĩ. Ở câu văn thứ năm, Kim Đồng và các bạn anh được giới thiệu là những đội viên đầu tiên của đội ta. Như vậy, ở câu văn thứ nhất và câu văn thứ năm, chủ ngữ chỉ sự vật được giới thiệu ở vị ngữ. Ở câu văn thứ hai, thứ ba và thứ tư, chủ ngữ chỉ sự vật được nhận định ở vị ngữ. Vậy, chủ ngữ trong câu kể ai là gì, biểu thị nội dung gì? Các con dễ dàng đưa ra được câu trả lời. Chủ ngữ chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ. Vậy chủ ngữ trong câu kể ai là gì do những từ ngữ nào tạo thành? Chúng mình cùng phân tích ở từng câu văn nhé. Ở câu văn thứ nhất, chủ ngữ là em. Em là danh từ. Tương tự, ở câu văn thứ hai, ruộng dẫy là một danh từ. Ở câu văn thứ ba, chủ ngữ cũng là một danh từ. Ở câu văn thứ tư, chủ ngữ là nhà nông. Nhà nông cũng là một danh từ. Tương tự, ở câu văn thứ 5, các con thấy chủ ngữ
Kim Đồng và các bạn anh là một cụm danh từ. Vậy, chủ ngữ trong câu kể ai là gì thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Vừa rồi, cô trò mình đã tìm hiểu đặc điểm của chủ ngữ trong câu kể ai là gì đấy. Các con ạ, câu kể ai là gì gồm hai bộ phận, chủ ngữ và vị ngữ. Chủ ngữ chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ. Trả lời cho câu hỏi ai hoặc con gì, cái gì. Thường do danh từ, cụm danh từ tạo thành. Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là. Thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Đây cũng chính là ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. Các con hãy cùng ghi lại nội dung này nhé. Vận dụng kiến thức chúng mình vừa học, cô và các con sẽ cùng đến với phần luyện tập. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 69, cùng đọc thầm với cô các câu văn. Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Các con cùng quan sát yêu cầu của bài nhé. A. Tìm câu kể ai là gì? B. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu tìm được. Chúng mình cùng đến với yêu cầu thứ nhất. Các con hãy tìm câu kể ai là gì bằng cách gạch bút chì vào những câu văn mà mình tìm được. Cô mời các con làm bài. Chúng mình cùng so sánh đáp án với cô nhé. Câu kể ai là gì có trong đoạn văn là. Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Như vậy, chúng mình có 4 câu kể ai là gì. Các con cùng quan sát lại các câu kể ai là gì mà chúng mình vừa tìm được nào. Chúng mình cùng đến với yêu cầu thứ hai. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu tìm được. Để xác định chủ ngữ và vị ngữ của các câu tìm được, các con sẽ làm như thế nào? Cùng đến với câu văn thứ nhất nhé. Ở câu văn thứ nhất, để tìm chủ ngữ, các con đặt câu hỏi thế nào? Chắc chắn các con sẽ đặt câu hỏi, cái gì là một mặt trận? Trả lời, văn hóa nghệ thuật. Vậy, văn hóa nghệ thuật là chủ ngữ. Để tìm vị ngữ, các con đặt câu hỏi thế nào? Các con sẽ đặt câu hỏi, văn hóa nghệ thuật là gì? Chúng mình sẽ có câu trả lời, văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. Vậy, cũng là một mặt trận là vị ngữ. Tương tự như câu văn thứ nhất, các con hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu văn còn lại. Các con lưu ý, gạch một gạch chéo ngăn cách giữa chủ ngữ và vị ngữ. Gạch một gạch dưới chủ ngữ, gạch hai gạch dưới vị ngữ. Cô mời các con làm bài nào. Đã hết thời gian rồi, chúng mình cùng so sánh đáp án với cô nhé. Ở câu văn thứ hai, để xác định được chủ ngữ, các con đã đặt câu hỏi thế nào? Chắc chắn các con sẽ đặt câu hỏi, ai là chiến sĩ trên mặt trận ấy? Chúng mình sẽ có câu trả lời, anh chị em. Vậy, anh chị em là chủ ngữ. Để xác định được vị ngữ, các con sẽ đặt câu hỏi, anh chị em là ai? Và các con sẽ trả lời, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Vậy, là chiến sĩ trên mặt trận ấy là vị ngữ. Tương tự như vậy, ở câu văn thứ ba, để tìm chủ ngữ, các con sẽ làm thế nào? Chắc chắn các con sẽ đặt câu hỏi, cái gì là nỗi niềm bông phượng? Chúng mình sẽ trả lời, vừa buồn mà lại vừa vui. Vậy, vừa buồn mà lại vừa vui là chủ ngữ. Các con cũng dễ dàng xác định được vị ngữ trong câu văn thứ ba là mới thực là nỗi niềm bông phượng. Ở câu văn thứ tư, các con dễ dàng xác định được chủ ngữ trong câu văn này
là hoa phượng. Vị ngữ trong câu văn này là hoa học trò. Xác định được chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể ai là gì, có nghĩa là các con đã nắm chắc kiến thức rồi đấy. Và cô sẽ thưởng cho các con một trò chơi nhé. Trò chơi của cô có tên là tìm miếng ghép phù hợp. Trò chơi này chính là nội dung của bài tập số 2, sách giáo khoa tiếng Việt trang 62. Các con cùng đọc yêu cầu với cô nào. Ghép những từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể ai là gì. Cùng đọc với cô các từ ngữ ở cột A. Sư tử, gà trống, đại bàng, chim công. Các từ ngữ ở cột B nào? Là nghệ sĩ múa tài ba, là dũng sĩ của rừng xanh, là chúa sơn lâm, là sứ giả của bình minh. Các con hãy thể hiện sự lựa chọn của mình bằng cách nối những từ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể ai là gì nhé. Các con có 10 giây. 10 giây của các con bắt đầu. 10 giây của chúng mình đã hết rồi. Các con cùng so sánh đáp án với cô nhé. Đáp án của cô là sư tử nối với là chúa sơn lâm. Gà trống nối với là sứ giả của bình minh. Đại bàng nối với là dũng sĩ của rừng xanh. Chim công nối với là nghệ sĩ múa tài ba. Và cô chúc mừng những bạn đã tìm ra được đáp án giống như cô. Như vậy là chúng mình đã tìm được những câu kể ai là gì, đúng không nào? Cô trò mình sẽ cùng đọc các câu kể ai là gì sau khi đã hoàn chỉnh nhé. Sư tử là chúa sơn lâm. Gà trống là sứ giả của bình minh. Đại bàng là dũng sĩ của rừng xanh. Chim công là nghệ sĩ múa tài ba. Bài 3 yêu cầu chúng mình điều gì? Các con cùng quan sát nhé. Đặt câu kể ai là gì với các từ ngữ sau làm chủ ngữ hoặc vị ngữ. Chúng mình có các từ ngữ Hà Nội, dân tộc ta, là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ, là nhà thơ lớn của Việt Nam. Các con hãy cùng suy nghĩ và đặt các câu kể ai là gì thích hợp nhé. Cô mời các con cùng làm bút chì nào. Đã hết thời gian rồi. Chúng mình cùng so sánh đáp án với cô nhé. Cô cũng có một số gợi ý với các con. Ở câu thứ nhất, cô đặt câu Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Ở câu thứ hai, cô đặt dân tộc ta là một dân tộc có nền văn hóa lâu đời. Ở câu thứ nhất và câu thứ hai, chắc chắn các con sẽ có rất nhiều đáp án khác nhau. Tuy nhiên, ở câu thứ ba thì cô tin rằng cả cô và các con sẽ chỉ có một đáp án duy nhất thôi. Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ. Các con biết không, dân ca quan họ là hình thức hát giao duyên giữa các liền anh và liền chị. Quê hương của những làn điệu dân ca quan họ chính là Bắc Ninh đấy các con ạ.
các con có muốn lắng nghe một câu dân ca quan họ không? Nào, cô mời các con cùng thưởng thức nhé. Chúng mình thấy làn điệu dân ca quan họ vừa rồi có hay không? Rất hay đúng không nào? Chính vì thế mà các con biết không? Vào ngày 30 tháng 9 năm 2009, dân ca quan họ đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đấy. Chúng mình có thấy tự hào không nào? Và trong chương trình tiếng Việt của các con cũng đã được học rất nhiều bài thơ hay, biết nhiều nhà thơ lớn của Việt Nam. Vì thế cô tin rằng ở câu thứ tư, các con cũng sẽ có rất nhiều cách đặt câu khác nhau, đúng không nào? Ở đây cô gợi ý với các con một số nhà thơ lớn của Việt Nam nhé. Đó là nhà thơ Nguyễn Du, nhà thơ Tố Hữu, nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà thơ Huy Cận. Và cô cũng có một câu văn sau khi hoàn chỉnh. Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam. Đặt được đúng các câu kể ai là gì sẽ giúp các con viết được những đoạn văn trong các tiết tiếp theo đấy. Tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các con đã theo dõi bài học nhé. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con.